tiên á. Kính bạch sư, con rất thắc mắc về vấn đề cúng tế, đặc biệt là cúng tổ tiên và thần linh ở trên bàn thờ ngày Tết. Bây giờ qua tháng 3 rồi. Đức Phật dạy không nên sát sinh để cúng tế, nhưng nếu như chúng ta ra chợ mua đồ mặn về cúng giống như cúng dường các vị sư đi khất thực, tam tịnh nhục có được không sư? Con thắc mắc là bởi hầu hết các thầy ở Phật giáo phát triển đều khuyên rằng nên dùng đồ chay, mong sư hoan hỷ giải đáp. Cái vấn đề là chúng ta cúng cái gì đi chăng nữa thì thân bằng quyến thuộc của mình á, vẫn không có hưởng được. Nói vui là ngày hôm nay sư cũng vừa làm một buổi lễ kai tăng, và sư có suy nghĩ, một cái suy nghĩ nó chợt hiện ra trong đầu sư như thế này. Thà đó mình mời những người bạn đồng tu của mình á, những người bạn đi chùa. Tại vì sao? Bởi vì những người có đi chùa thì họ có suy tư nhiều về giới, họ giữ giới được nhiều hơn, giữ giới được tốt hơn, rồi họ cũng biết Phật pháp á, có niềm tin nơi Tam Bảo. Thì mình mời những người bạn đồng tu như vậy á, mình mời rồi mình đãi họ một bữa ăn, cái phước rất là nhiều, phước rất là nhiều so với việc là mình mời người này người kia mà bản thân họ cũng không có giữ giới gì hết. Đã vậy là về á, mình còn nhậu nhẹt thì rõ ràng là phá giới. Trong khi đó nếu mình mời những người bạn ở chùa thì mình mời thì họ cũng đâu có nhậu. Nói ngoài lề một tí, nhưng mà nó cũng là một hướng gợi mở cho sư khi mà quý vị có cái dịp lễ lộc gì đó ở nhà, hoặc đãi tiệc tùng ở nhà, thì mình nên nghĩ đến cái hướng này, là mình nên dành một bàn mời những người bạn đồng tu, những người bạn ở chùa đó về rất là tốt. Quay trở lại câu hỏi thì quý vị có đãi cái món gì đi chăng nữa thì tổ tiên hoặc là quỷ thần họ cũng chẳng dùng được. Quý vị có làm cho nó cầu kỳ thì nó cũng vậy thôi. Cho nên á, cái điều mà chúng ta cần làm là chúng ta làm gọn nhẹ. Nó mang tính chất là tượng trưng. Tại vì người Việt Nam mình thì có phong tục là cúng kiến ngày Tết. Ngày Tết mà trên bàn thờ không có gì hết thì nó cũng kỳ. Cho nên là mình cúng kiến nhưng mà nó mang tính tượng trưng thôi. Còn đồ ăn á, thì tam tịnh nhục là được. Bởi vì như sư nói, quý vị có cúng sơn hào hải vị thì cũng không có dùng được, nó chỉ mang tính chất tượng trưng. Còn cái mà mình nên cúng đó là gì? Cúng cái phước của mình. Những ngày lễ hoặc những ngày Tết mình đi đến chùa đó, mình làm phước, rồi mình đem phần phước đó mình hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc, hồi hướng ở đây là thưa đến là quỷ thần ở xung quanh ngôi nhà, thì như vậy nó tốt hơn. Còn cái chuyện cúng kiến thì mình chỉ mang tính chất hình thức thôi, tượng trưng. Như là phong tục tập quán của người Việt là đủ. Rồi không riêng gì ngày Tết mà trong những ngày giỗ lễ ở nhà đó, mình cũng nên đi làm phước. Cái ngày đó mình nên đi làm phước, cúng dường bố thí, rồi sau đó mình hồi hướng phước đến cho người thân, đến cho những hàng phi nhân khuất mặt ở xung quanh ngôi nhà, thì như vậy nó hiệu quả hơn. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Quan điểm trả lời của Đức Hành Tại Xung cũng
Hoàn toàn đồng ý thưa quý vị. Ở đây cái vị này hỏi là cái việc cúng á, nghĩa là cúng tổ tiên thần linh á, bên thần ngày Tết á. Ở đây thì cái vị này cũng có đề cập là Đức Phật dạy không nên sát sinh cúng tế. Rồi nói là ra chợ mua đồ mặn và cúng giống dường, và cúng giống như cúng dường các vị sư khất thực tập tịnh nhục thì có được. Thì cái việc mà cúng dường tập tịnh nhục thì quá rõ ràng thưa quý vị. Đó là trên tinh thần mà tập tịnh nhục đó, thì xin nhắc một lần nữa ha, đó là không nghe, không thấy và không nghi ngờ. Những yếu tố mà nghĩa là những cái thức ăn mà dân cúng đó, nó phải hội tụ ba, thỏa ba cái điều kiện đó, đó thì gọi mới gọi là tập tịnh nhục, là cái sự thanh tịnh đấy vị. Thì cúng dường đó thì cái vị tỳ kheo được phép thọ nhận. Cho nên là khi mà vị này nè nói tập tịnh nhục á, thì sư cũng tán thán ha, mình biết được cái điều này á, mình biết được cái điều này nè, mình dân cúng thì cái đó hợp lẽ thôi quý vị, hợp lẽ đúng theo tinh thần mà trong tinh thần tăng luật đó, mà Đức Thế Tôn đã quy định đó. Cho nên điều này hợp lẽ chứ không gì hết. Rồi cái vị này nó thắc mắc là các thầy Phật giáo phát triển đều khuyên đăng cúng đồ chay, cái này thuộc về truyền thống thôi quý vị. Thì bên các thầy Phật giáo phát triển ấy, thì cái truyền thống bên đó thì đương nhiên là các thầy đều khuyên khuyên điều đó rồi, khuyên cái điều mà cúng chay, tại vì bên đó là các thầy thường dùng chay thế vậy. Cho nên ở đây là tùy theo, quan trọng nhất là tùy theo nha, cái tâm mình đó. Mình phải hiểu là trước khi mình dâng cúng cái điều gì, mình phải coi cái nội tâm mình như thế nào. Ngoài cái việc á là mà thức ăn mà phù hợp theo lẽ đạo, hợp theo lẽ đạo là cái yếu tố tiên quyết đầu tiên. Yếu tố thứ hai cũng không kém quan trọng, đó là cái nội tâm mình đó. Cái nội tâm của mình khi dân cúng cái món như thế nào, nó có hợp lẽ đạo không, cái nội tâm mình nó có thiện không, thì mình mới mới quyết định được là cái việc mình đó, cúng dường thì bị nó có đem lại đó, nó đem lại cái thiện nghiệp đó, nó ở mức độ nào mà sư nhắc hoài đó. Có nghĩa là nếu quý vị làm được việc thiện mà nó hợp với trí tuệ, nó hiểu nhân quả, có niềm tin vào Tam Bảo và có sự chú nguyện mong muốn giải thoát sớm khỏi tử sanh đó, thì nó lại khác. Còn quý vị mà cũng cúng dường cái đồ ăn đó tuy hợp để đạo đi, nhưng mà quý vị cúng dường đó, mà để quý vị cầu xin sức khỏe, tài lộc, công danh, địa vị, tái sanh về cõi trời, thì tình tiết nó lại khác. Nó chỉ là cúng dường đó, nó chỉ lẫn quẩn ở trong tam giới thôi quý vị, lẫn quẩn trong tam giới thôi. Và quý vị biết cái đó, miễn trong tâm câu còn trong tam giới là mình còn luân hồi, mình còn cho lăn, còn đau khổ. Cho nên giữa cái cúng dường mà hướng đến cái thế gian và xuất thế gian nó khác nha, xa xa nhau lắm. Cái điều này á được nói rất là rõ thưa quý vị, rất là rõ ở trong cái bài kinh Trường Bộ, là bài kinh số 5 đó, bài kinh Cù Tá Đanh Đá đó, còn gọi là bài kinh Cù La Đàn Đầu gì đó, dịch ta xin nhớ gì đó. Thì rõ ràng trong đây Đức Thế Tôn ngài nói là rất rõ ràng, có nghĩa là phải một cái người á, làm trước khi mà thực hiện á, là chưa nói trong chính kinh nha, một khi mà người thực hiện việc cúng dường á, đó, hay làm nói chung là một việc việc thiện đó, việc thiện nói chung đó, việc một việc thiện nói chung thì để cho nó được trọn vẹn á, đời đầu tiên rõ ràng ngài nói rất là rõ nè, không nên có sự hối tiếc và tiêu hao tài sản nè. Đó, gọi gọi là tư tiền đó quý vị. Rồi ngay khi làm một đại tế đàn cũng không nên có sự hối tiếc về sự tiêu hao tài sản, đó là tư hiện. Và khi đã làm xong một cái lễ đó, cái lễ này gọi là thì gọi là tâm lễ đàn, thì cũng không nên có sự hối tiếc về sự tiêu hao tài sản, tức là tư hậu. Mà có một điều mà cao thượng hơn á trong bài kinh này á, mà để sư muốn nhắc đến quý vị, đó là điều gì? Đó là để có một cái việc mà cúng kiến nha, hướng đến cúng kiến á, mà gọi là cao thượng nhất nha. Ở đây thì quý vị có nói là cúng dường cho tổ tiên thần linh gì đó, thì đó là tùy quý vị, đó là tùy quý vị nha, quý vị cũng cúng sao tùy quý vị. Nhưng mà Đức Phật có thuyết giảng á, một cái loại cúng kiến hay một loại tế đàn á, có rất là nhiều phước báo không, và hơn rất là nhiều những cái loại mà tế đàn cúng kiến giống như thần linh các kiểu, ông bà tổ tiên vân vân các kiểu. Đó là cái gì?
Thứ nhất là bố thí thường xuyên cúng dường cho người xuất gia của giới đức. Thứ hai á, là xây dựng một tịnh xá tứ phương tăng. Cái thứ ba là bản thân mình mà thọ trì nghiêm minh và ngũ giới này. Cái thứ tư á, là thực hành nết hạnh sa môn, tức là thực hành theo giới định tuệ hay là bát chánh đạo, theo lời Phật dạy quý vị. Thì trước khi kết thúc câu trả lời này thì sư muốn nhắc lại một lần nữa để cho những quý vị mà có lưu tâm về việc cúng kiến á, sư không biết quý vị cúng kiến là thần linh không? Thần linh hay là một cái hay là một cái vị giáo chủ nào đó theo theo quý vị. Nhưng mà nếu mà theo đúng thuộc lại Đức Phật á, quý vị có muốn nghe lời khuyên Đức Phật á, thì Đức Phật nói là Đức Phật khuyên cho đưa lời khuyên và thuyết giảng rằng á, là nếu quý vị làm được bốn cái điều này nè, thì cái việc mà quý vị làm cái thiện nghiệp nè, làm cái đàn tế hay là cúng kiến nè, nó mới gọi là cao thượng, gọi là xuất thế gian. Thứ nhất là bố thí thường xuyên cúng dường cho người xuất gia có giới đức. Thứ hai là xây dựng một tịnh xá tứ phương tăng. Thứ ba là thọ trì nghiêm minh ngũ giới. Thứ tư là thực hành nết hạnh sa môn, hay còn gọi là thực hành theo giới định tuệ bát chánh đạo, con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thưa quý vị, và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.